kinh nghiệm du lịch núi Hàm Rồng, điểm đến hấp dẫn tại Sapa. Nếu như phải chọn những địa điểm không thể không đến khi đi du lịch Sapa, thì có lẽ núi Hàm Rồng xứng đáng nằm trong danh sách này. Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm du lịch núi Hàm Rồng cần thiết nhất. Lào Cai từ lâu luôn là một điểm đến lý tưởng khi ai đó muốn đến du lịch vùng đông Tây Bắc của Việt Nam. Nhiều người còn nói vui rằng Lào Cai như có bùa mê vậy. Và điều này cũng không sai vì bất cứ ai khi đến du lịch Lào Cai cũng đều bị vẻ đẹp của vùng đất này mê hoặc. Nói đến Lào Cai thì chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ ngay đến địa điểm du lịch Sapa. Sapa cũng luôn được bình chọn là một trong những địa điểm du lịch nên đến nhất tại Việt Nam. Chuyến đi Sapa chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời. Tuy nhiên sẽ là vô cùng đáng tiếc cho ai đó đến du lịch Sapa mà lại bỏ qua một địa điểm đó chính là núi Hàm Rồng. Có rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá tại núi Hàm Rồng đấy. Đừng quên đọc những kinh nghiệm du lịch núi Hàm Rồng được chia sẻ dưới đây nha. Giới thiệu đôi nét về núi Hàm Rồng. Núi Hàm Rồng là một ngọn núi tuyệt đẹp thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn Hùng Vĩ, nằm cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 3 km. Ngọn núi này cũng được xem là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất tại Sapa. Cái tên Hàm Rồng được đặt để mô tả lại hình dáng của ngọn núi. Ngoài ra, cái tên này cũng để nói đến một truyền thuyết vô cùng kỳ bí được lưu truyền suốt ba đời nay về ngọn núi này. Khu du lịch núi Hàm Rồng được xây dựng vào năm 1966 trên một vùng đất rộng 150 hectare nằm ở độ cao 2.000m so với mực nước biển. Đó chính là lý do mà khi đứng từ trên núi Hàm Rồng, các bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn được toàn cảnh thị trấn Sapa vô cùng xinh đẹp từ trên cao. Núi Hàm Rồng Sapa nằm ngay trung tâm thị trấn gần nhà thờ đá Sapa với độ cao 1.800m, nhiệt độ trung bình, khu núi từ 15 độ C đến 18 độ C. Ngọn núi này mang tên Hàm Rồng bởi hình dáng giống một chú rồng hiên ngang gác đuôi lên cổng trời. Nếu quan sát kỹ hơn thì du khách sẽ thấy hàm răng rồng khổng lồ hướng về phía Tây Nam đỉnh Hoàng Liên Sơn, giữa thiên nhiên sương mù bao phủ. Truyền thuyết về tình anh em gắn bó. Điều đặc biệt du lịch núi Hàm Rồng ở Sapa, du khách sẽ được người dân địa phương truyền tai nhau, truyền thuyết núi Hàm Rồng Sapa vô cùng thú vị. Người dân kể rằng, cách đây từ rất lâu, khi mà lãnh địa mênh mông này, mọi sinh vật vẫn sống hỗn độn trong bùn đất, Ngọc Hoàng đã ban sắc lệnh, tất cả mọi sinh vật còn sống sót trong bùn lầy hãy tự lập lấy địa phận của mình. Lệnh vừa ban ra, các loài sinh vật đã tranh nhau chỗ ngụ cư. Lúc đó còn lại ba anh em nhà rồng đang sinh sống trong một hồ lớn. Được tin này, nhìn sang hướng đông đã bị chiếm hết chỗ. Thấy vùng đất ở hướng tây rộng lớn, ba anh em thẳng hướng chạy đến và giành được địa phận cho mình. Hai người anh lớn khỏe nên chạy nhanh hơn, ở đó chờ người em. Vì yếu nên người em chạy chậm, không nhìn thấy hai anh, cuối cùng bị lạc vào đám đông với cơ man là sư tử, hổ, báo gấu đang giành nhau địa phận nhìn thấy đám sinh vật quái ác à kia, người em sợ đến dùng mình, con người, há mồm để tự vệ. Vừa lúc đó, lời ban của Ngọc Hoàng hết thời hạn, thân hình người em út nhà rồng hóa thành núi đá, có dáng đầu ngưỡng cao, mồm há, nhe răng, hai người anh nhà rồng cũng hóa thành đá và hình dáng đó vẫn còn cho tới ngày nay. Giờ đây, nếu ta đứng ở, ở sâu chua thuộc xã Sa Pả, quan sát sẽ thấy rất rõ hình ba dãy núi nhỏ giống như ba con rồng trên khu núi hai con quay về hướng Lào Cai, đó là hình ảnh hai người anh nhà rồng, một con nhìn sang dãy Hoàng Liên Sơn, đó là hình ảnh người em nhà rồng. Con hồ nước tiếng đại địa phương, gọi là Pang Krua, chính là nơi ba anh em nhà rồng trước đây, ở hiện nay là khu làm Đường. Truyền thuyết về một tình yêu đẹp Bên cạnh câu chuyện về tình anh em gắn bó thân thiết, thì núi Hàm Rồng Sapa qua lời kể của dân làng còn mang trên mình một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp. Chuyện kể rằng, Trước kia đây là nơi trú ngụ của hai con rồng yêu thương nhau mãnh liệt. Khi có trận đại hồng thủy xảy ra, ngay lúc hai con rồng vẫn đang vui đùa hạnh phúc nên không hề hay biết, dòng nước mạnh mẽ cuốn trôi mỗi con về một nơi. Núi Hàm Rồng chính là nơi con rồng cái ở lại. Vì quá nhớ thương người tình mà cho đến tận lúc hóa đá, con rồng cái vẫn hướng về phía rồng đực ở phía tây của dãy Hoàng Liên Sơn, vươn đầu tìm kiếm. Bởi vậy, trên đỉnh Hàm Rồng ngày nay có một vườn lan muôn vạn sắc màu đôi bên được sắp xếp rừng đá với nhiều hình thù kỳ quái, vừa tạo cảm giác kỳ bí, mạo hiểm, vừa khiến cho người xem thấy lãng mạn và nên thơ. Dù hiểu theo cách nào đi chăng nữa, thì với người dân địa phương, truyền thuyết về núi Hàm Rồng tựa như một câu chuyện có thật và được linh thiêng hóa như một vị thần đã có công tạo nên dãy núi can thang ngày nay. Đã từ lâu, mỗi khi Tết đến, các bậc già làng, trưởng họ ở địa phương xung quanh đều mang lễ vật đặt vào trong hàm con rồng như một nghi lễ cúng thổ thần. Từ năm 1996, núi Hàm Rồng đã được xây dựng, phát triển thành khu du lịch Hàm Rồng như ngày nay, với vườn lan quanh năm đua sắc, sân mây, cổng trời, thu hút du khách đến tham quan, khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Sapa. Du khách thường dành nửa ngày để chinh phục đỉnh núi này, bao gồm 3 khu vực chính, vườn hoa Hàm Rồng, vườn đá Thạch Lâm và cuối cùng là đỉnh núi Hàm Rồng. Giá vé du lịch núi Hàm Rồng, người lớn 70.000 đồng trên một người, trẻ em 20.000 đồng trên một người. Những kinh nghiệm du lịch núi Hàm Rồng mà bạn cần biết. Nên đi du lịch núi Hàm Rồng vào thời điểm nào trong năm? Dù nằm ở độ cao 2.000m so với mực nước biển nên núi Hàm Rồng quanh năm. Thời tiết luôn ôn hòa và dễ chịu. Nhìn chung thì các bạn có thể đến du lịch núi Hàm Rồng vào bất cứ thời điểm nào trong năm, dù là mùa đông hay mùa hè. Và mỗi mùa khác nhau thì ngọn núi này lại có những vẻ đẹp khác nhau để chúng ta có thể khám phá. Tuy nhiên, theo như kinh nghiệm du lịch núi Hàm Rồng, được nhiều người chia sẻ lại thì các bạn không nên đến đây vào khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 hàng năm. Đây là khoảng thời gian mà tại đây thường có mưa lớn, đường trơn trượt rất nguy hiểm. Cách di chuyển đến núi Hàm Rồng Theo kinh nghiệm du lịch núi Hàm Rồng thì để có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất thì các bạn nên di chuyển đến núi Hàm Rồng bằng cách đi bộ. Đoạn đường từ thị trấn Sapa đến núi Hàm Rồng rất đẹp, có nhiều điểm check-in vô cùng lý tưởng. Khi đi bạn nhớ mang theo cho mình một chai nước nhỏ nha. Nếu như bạn không muốn đi bộ thì cũng có thể thuê xe máy hoặc bắt xe ôm đi để lên đỉnh núi Hàm Rồng. Công khu du lịch núi Hàm Rồng nằm ngay cạnh nhà thờ đá Sapa, vì vậy rất dễ dàng để nhận biết. Cổng khu du lịch núi Hàm Rồng nằm ngay cạnh nhà thờ đá Sapa, vì vậy rất dễ dàng để nhận biết. Giá vé tham quan núi Hàm Rồng Thường thì giá vé được áp dụng là 70.000 đồng trên một vé người lớn và 20.000 đồng một vé trẻ em, Tuy nhiên vào những ngày cao điểm như ngày lễ, ngày cuối tuần thì giá vé có thể tăng cao hơn tùy vào quy định của ban quản lý. Nếu có bất cứ thắc mắc gì về giá vé, đường đi thì bạn có thể hỏi ngay từ nhân viên bán vé tại đây. Những địa điểm không nên bỏ qua khi tham quan núi Hàm Rồng Vườn lan, vườn đào Đường đi lên đỉnh núi Hàm Rồng thật sự rất đẹp, càng lên cao các bạn càng bắt gặp được nhiều cảnh đẹp hơn. Đầu tiên đó chính là những vườn hoa lan rực rỡ sắc màu với rất nhiều loài hoa lan quý hiếm đang cùng nhau khoe sắc như đang chào đón các vị khách vậy. Khi thêm một đoạn nữa thì các du khách sẽ bắt gặp vườn đào với những gốc đào cổ thụ tuyệt đẹp. Điểm suyết đâu đó là những bông hoa mận làm cho khung cảnh nơi đây giống như một bức tranh thủy mặc nên thơ và lãng mạn vậy. Vườn đá Thạch Lâm Vườn đá Thạch Lâm là một địa điểm được rất nhiều người check-in khi đến du lịch núi Hàm Rồng. Đây thực sự là một rừng đá với hàng trăm cột đá khổng lồ với những hình thù vô cùng độc đáo và kỳ vĩ. Những cột đá được sắp xếp một cách xen kẽ tự nhiên tạo nên một khung cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp bạn chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng ấn tượng trước khung cảnh ngoạn mục của vần đá Thạch Lâm đấy. Trạm viễn thông Sapa Trạm viễn thông này nằm ở độ cao khoảng 2.000m so với mực nước biển. Không chỉ là một trạm viễn thông bình thường mà trạm viễn thông này còn là một địa điểm tham quan vô cùng nổi tiếng tại Sapa. Du khách có thể leo lên tầng cao nhất của trạm viễn thông này và phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh núi non hùng vĩ, thơ mộng nơi đây. Sân mây, một đặc sản nữa của ngọn núi rồng này chính là những sân mây nơi mà du khách có thể hòa mình vào bầu trời của núi rừng Tây Bắc. Và để đến được với những sân mây này cũng là một trải nghiệm khó quên từ dưới chân núi bạn sẽ phải đi bộ một quãng đường khá dài mới có thể lên tới những sân mây mộng mơ sân mây là một địa điểm vô cùng đặc biệt tại núi hàm rồng ngay từ cái tên gọi của nó thôi các bạn đã có thể cảm thấy được sự huyền ảo của địa điểm này rồi nơi đây quanh năm được bao phủ với những áng mây bồng bềnh đứng tại sân mây bạn sẽ có cảm giác như mình đang lạc vào một cõi thần tiên vậy đừng quên chụp cho mình những suốt hình tuyệt đẹp tại đây nha bắt đầu từ chân núi với những khóm cẩm tú cầu thi nhau đua sắc đến những rừng đá rêu phong cổ kính và hùng vĩ trải dài hai bên sườn núi sau đó bạn sẽ phải lách mình vào những khe đá hẹp để tới được sân mây vào khoảnh khắc này thì bạn sẽ cảm thấy mình như một nhà thám hiểm thực thụ đang khám phá những hang động tối tăm nhỏ hẹp để rồi sau đó vỡ hòa trong cảm xúc khi cánh cửa hang mở một sân mây không thể nên tơ hơn được nữa hãy thử một tip nhỏ của blog du lịch để có một trải nghiệm tuyệt vời nhất khi tưởng ngọn cảnh đẹp sân mây, khi bạn đi gần đến cuối hang nhưng nhắm mắt và chỉ mở ra khi đã đến sân mây, lúc này bạn sẽ phải thực sự trầm trồ về vẻ đẹp tiên cảnh nơi đây. Đứng ở sân mây, bạn sẽ cảm nhận được một thứ xúc cảm nâng nâng khó diễn tả thành lời. Thì chân Sapa sẽ được thu nhỏ lại vừa trong tầm mắt vừa bạn và lấp ló dưới làn mây mờ. Và những hôm trời nhiều mây, thì bạn còn có thể trải nghiệm cảm giác đưa tay ra và nắm lấy mây trời. Đứng trên sân mây của núi hàm rồng sẽ là trải nghiệm lạc vào chốn bồng lai mà bạn khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu thưởng thức những món đặc sản dọc đường đi. Đừng đi lên đỉnh hàm rồng đòi hỏi bạn phải leo trèo khá nhiều và chắc chắn leo trèo nhiều thì sẽ cảm thấy rất mệt và đói. Những lúc như vậy thì bạn cũng đừng có lo vì dọc đường lên đỉnh núi có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn để bạn có thể nạp năng lượng. Có rất nhiều món nướng đặc sản của núi rừng Tây Bắc đang chờ bạn thưởng thức đấy. Trên đây là kinh nghiệm du lịch núi Hàm Rồng mà blog du lịch muốn chia sẻ đến bạn. Đến đây thì video của chúng mình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy video này hay và bổ ích thì nhớ nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video hữu ích nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!